Dạ chào sư. Sư có ý nghĩ và nhận xét gì khi xem video này? Câu chuyện ở đây là ai xác định, ai lý giải cái điều răn thì mình không biết là ai. Đây là video chánh ngữ và tự do ngôn luận. Khẩu nghiệp có tính trừng phạt. Dấu chấm hỏi thuộc triết học đại chúng của Hội đồng Cường. Thì dành cho những bạn chưa biết thì tiết mục vấn đáp Phật pháp là phần sư sẽ trả lời tất cả những câu hỏi quý vị gửi vào. Đương nhiên là nó phải liên quan đến Phật pháp hoặc là chúng ta có thể giải quyết nó dưới cái nhìn của Phật pháp. Trong cái video mà quý vị gửi cho sư thì có một vài vấn đề. Có cái sư đồng ý. Có cái sư nghĩ là cần phải bổ sung thêm thông tin và có cái là sư không đồng ý. Thì bây giờ chúng ta hãy xem. Nhưng mà có một số lượng rất lớn người không theo đạo lẫn theo đạo trong đại chúng, người ta rất thường diễn giải khẩu nghiệp cũng như là chánh ngữ theo cái cách mà có thể đe dọa những người mà họ cho là có phát ngôn không phù hợp với cái niềm tin của họ. Và theo Trung thì cái cách tiếp cận này tự thân nó đã đối nghịch với cái thực hành ngôn luận rồi. Chúng ta không cần phải nhắc đến tự do ngôn luận luôn. Thì cái việc mà hai bên đối thoại với nhau và có tính đối kháng một chút thì một bên mới viện dẫn đến một cái thẩm quyền siêu nhiên cho rằng bên kia mà tiếp tục nói hay là tiếp tục duy trì cái luận điểm đó thì sẽ bị trừng phạt ngay lập tức liên quan đến sức khỏe, tính mạng, gia đình và thân thể của người đó. Thì rõ ràng đó không phải là cái nền tảng gốc của Phật giáo và nó lại càng không phù hợp với những cái điều răn mà Phật giáo đưa ra. Vậy thì xác định được cái hiện tượng này đấy thì vấn đề mà Trung muốn đặt ra là cái cách hiểu phổ biến về chánh ngữ cũng như là khẩu nghiệp này hiện nay nó có chính xác hay không, và chúng ta có nên dùng, chúng ta có thể dùng chánh ngữ và khẩu nghiệp như là một cái hình thức hạn chế những cái ngôn luận có tính đối kháng hay không. Theo Trung Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có đưa ra một ví dụ về người bắt rắn. Khi mà một người bắt rắn không có đúng cách thì họ sẽ bị rắn cắn và chịu kết quả khổ đau. Cũng như vậy đó, khi chúng ta lấy kinh kệ ra, chúng ta học, chúng ta đọc nhằm mục đích công kích người khác, nhằm mục đích tranh luận bằng miệng lưỡi thì nó cũng giống như người bắt rắn sai cách vậy. Nó chỉ đưa đến khổ đau. Đó là sư đang nói chúng ta đang dùng đúng kinh, đúng chánh pháp, nhưng mà cái mục đích của chúng ta dùng là để tấn công người khác, để tranh luận, để đấu tranh bằng miệng lưỡi, không nhằm mục đích đưa đến nhìn thấy được sự thật mà chỉ nhằm mục đích tranh luận nha. Tức là tranh luận chỉ để tranh luận thôi đó. Thì như vậy nó sẽ đem đến khổ đau. Ở đây cái phần mà chúng ta hay dùng là cái khẩu nghiệp và chánh ngữ, quả thật rất là nhiều người họ dùng nó như là một công cụ để đe dọa những người khác. Anh không có được nói nghịch với ý của tôi, bởi vì nếu như anh nói nghịch với ý của tôi là anh mang khẩu nghiệp. Rồi mình dùng cái từ chánh ngữ như là một công cụ để bắt người ta phải nói như ý của mình thì như vậy kẹt quá. Cho nên về cái vấn đề này đó thì sư đồng ý với quan điểm của Hội đồng Cường, bởi vì nó tương ứng với pháp. Khi mà Phật được khai sáng thì ông không nhìn thấy Chúa, ông không được hướng dẫn bởi một đấng toàn năng mà là tự mình Phật ngộ ra cái thể dạng thực, cái thể dạng đúng cho sự tồn tại của con người, và cái con đường nào mới là con đường đúng cho sự phát triển của con người, cho sự giải thoát của con người. Và nói về sự giải thoát của con người trong Phật giáo thì là con người sẽ giải thoát khỏi cái vòng luân hồi của cái samsara và khỏi cái bể khổ, cái khổ đế của đơn ca, và khỏi cái cuộc đời là sinh lão bệnh tử rồi lại tái sinh rồi lại lão bệnh tử. Cái quá trình giải thoát này theo Phật giáo phụ thuộc chính vào sự tu tập của từng người, và khi mà thoát được khỏi vòng luân hồi rồi thì cái triết lý của Phật giáo về sự cứu rỗi, chúng ta có cái khái niệm là salvation hay là cái khái niệm soteriology này, đây là những cái khái niệm phổ biến trong các tôn giáo, thì cái sự giải thoát trong Phật giáo nó mang tính hư vô rất là cao. Và có thể nói là rất khó để mà giải thích cái khái niệm giải thoát của Phật giáo với những cái tôn giáo độc thần khác.
Trong những cái nhóm tài liệu phương Tây thì chúng ta có thể tham khảo một số cái quyển như là The Lotus and the Lion, Buddhism in the British Empire. Thì cái quyển này nói về cái cách mà các triết gia cũng như là giới bình dân Anh khi mà người ta lần đầu tiếp nhận Phật giáo thì người ta hiểu nó như thế nào, người ta đọc nó như thế nào. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu cái quyển là Tibetan Buddhism Book Down Mystification. Đây là một cái quyển khá quan trọng nữa, bởi vì Phật giáo tại phương Tây thì chủ yếu chịu ảnh hưởng của Tibetan Buddhism, thì nó cũng ghi nhận lại cái cách mà phương Tây lần đầu người ta tiếp nhận, người ta học hỏi, người ta xem xét những cái triết lý Phật giáo. Có thể thấy những cái quyển này đều ghi nhận một cái điểm chung là những triết gia phương Tây rất thường hay đưa ra kết luận về Phật giáo, cho rằng Phật giáo bản chất là vô thần, bởi vì trong Phật giáo ta không tin vào một cái đấng vĩnh hằng hay là đấng tạo hóa nào cả. Một số thì lại cho rằng Phật giáo giống như là một cái dạng triết học mà nó xếp hết, và thậm chí là có một số nhà quan sát, một số triết gia phương Tây, người ta cho là Phật giáo là cái hiện thân đầu tiên của cái chủ nghĩa hư vô nihilism. Tại sao họ lại nói là như vậy? Bởi vì có mục tiêu mà người tu tập Phật giáo đạt đến là cõi niết bàn, cái khái niệm nirvana hay là nirvana trong tiếng Pali. Thì cái nghĩa gốc của nó mà dịch ra có nghĩa là to extinguish hay là to blowing out, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là dập tắt. Vậy thì dập tắt cái gì? Có nghĩa là Phật giáo nguyên thủy lý giải là khi mà chúng ta nhập được niết bàn thì chúng ta sẽ đạt được đến một cái trạng thái tinh thần là dập tắt, là thoát khỏi hoàn toàn mọi cái cảm nhận của đời sống thường nhật. Chúng ta không còn bản ngã và không còn cái khái niệm gì thường hạt trong cái niết bàn. Và theo một số cái bản dịch tại Việt Nam ấy, thì đó là cái trạng thái tinh thần siêu thế mà ở đó không có gì cả. Vậy thì nhiều nhà phân tích và nhiều nhà quan sát nghiên cứu Phật giáo, người ta mới nói rằng Phật giáo là một cái tôn giáo mà thờ phụng sự hư vô, theo cái thuật ngữ là the worship of nothingness. Ở đây có chỗ quý vị nói đúng nhưng mà cũng có chỗ chưa chính xác. Đúng là ở chỗ trong Phật giáo vốn dĩ là vô thần, tức là không có một đấng thần linh nào ở phía trên mà chịu trách nhiệm viết cho chúng ta một cái bản số phận, hoặc là bắt chúng ta phải làm cái này làm cái kia, rồi vị thần đó, vị chúa trời đó sẽ có một cái quyền năng ban phước giáng họa, hoặc là một cái đấng tạo hóa sáng tạo muôn loài. Thì trong Phật giáo hoàn toàn không có chuyện đó. Về vấn đề này thì Hội đồng Cừu nói đúng. Còn vấn đề mà quý vị xem cái Phật giáo chủ trương về thuyết hư vô đó, thì chúng ta phải xét lại nha. Và cái cơ sở để chúng ta xét lại ở đây đó là chúng ta phải xem lại trong những cái văn bản kinh tạng. Chư tỳ kheo ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số sa môn bà la môn xuyên tạc ta một cách phi chơn, hồ đồ hư vọng không chân thực. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các loài hữu tình. Nhưng này các tỳ kheo, ta không là như vậy, ta không nói như vậy, ta không như các sa môn bà la môn ấy đã xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đồ hư vọng không thật. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Chư tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Tức là cái sự hiểu lầm Đức Thế Tôn chủ trương về thuyết hư vô đó, không phải chỉ có lần một lần hai, không phải chỉ có đời này, hoặc là chờ các học giả phương Tây, mà ngay cả vào thời Đức Phật cũng đã có rất nhiều người họ hiểu lầm Đức Thế Tôn và cho rằng Ngài chủ trương thuyết hư vô. Nhưng thực tế không phải là như vậy, mà Đức Thế Tôn chỉ nói về sự khổ, nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Chúng ta lại qua một cái văn bản kinh tạng khác. Và này Siha, thế nào là pháp môn? Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Siha, ta thuyết pháp để hư vô tham sân si, ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Siha, đây là pháp môn do pháp môn ấy,
Nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sambhog Gotama là người hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy. Tức là đó, nếu như mà mình muốn nói Đức Thế Tôn thuyết về cái chủ trương hư vô đó, tức là sự đoạn diệt tất cả mọi thứ, không còn cái gì hết, thì chúng ta phải nói là Ngài chủ trương đoạn diệt hoàn toàn tham, sân, si là nguyên nhân đưa chúng sanh đi đến sanh tử luân hồi. Còn cảnh giới Niết Bàn á, được Ngài Xá Lợi Phất nói là ái diệt là Niết Bàn. Hoặc là quý vị có thể tham khảo một đoạn văn bản kinh tạng trong Milinda Banha. Tức là sao? Tức là ở đây đó, chúng ta muốn hiểu Niết Bàn là cái gì đó, thì chúng ta chỉ có thể hiểu một cách đơn giản, đó là khi ái diệt tận, hoặc nói rộng hơn một tí là khi tham sân si diệt tận, thì chúng ta sẽ hiểu Niết Bàn là cái gì. Bởi vì Niết Bàn là nơi mà không còn sanh tử luân hồi nữa. Nói như vậy có vẻ như rất là nhiều người họ bối rối. Thì có một ví dụ như thế này, giống như một con rùa đó, sau khi từ ở trên cạn xuống dưới nước, nó kể lại cái thế giới trên cạn đối với con cá nghe, thì con cá nó không thể nào tưởng tượng được có một thế giới mà ở đó đó không có nước. Tại vì nó sống trong nước quen rồi, nó không thể tưởng tượng được một thế giới không có nước là như thế nào. Cũng như vậy đó, chúng ta sống trong một thế giới có tham sân si nó quen rồi. Cho nên khi Đức Thế Tôn nói về một cái cảnh giới mà ở đó không có tham sân si đó, chúng ta rất là khó biết được. Nhưng mà muốn biết được đòi hỏi chúng ta phải thực hành để đưa đến sự đoạn tận tham sân si. Và Niết Bàn là nơi mà chúng ta không thể nào dùng cái từ là nó có một cái gì đó hoặc là nó không có một cái gì đó. Bởi vì cái có và không nó còn nằm ở trong cái ngôn ngữ chế định. Mà Niết Bàn là nó đã thuộc về khía cạnh chân đế, tức là nó vượt ra khỏi ngôn ngữ rồi. Mình dùng cái sự có và không để mình mô tả Niết Bàn, nó giống như là một con cá mà dùng cái chuyện mà có nước hay có nước rồi có những cái san hô để mà mô tả mặt đất thì làm khó cho con cá quá. Hoặc giống như đó, một người mù mà muốn cho họ biết cái màu sắc của bầu trời, tức là bầu trời nó có màu xanh rồi có những đám mây màu trắng rồi khi xế chiều nó có màu đỏ, thì rất là khó cho người mù, bởi vì trong thế giới của họ họ không có khái niệm về màu sắc. Chính bởi vì như vậy, muốn biết Niết Bàn chúng ta buộc phải thực hành nha, chứ mình không thể ngồi đây mình nói chơi được. Còn nếu như muốn có một sự mô tả gần đúng nhất thì sư vừa mới cho quý vị coi một vài cái văn bản trong kinh tạng ha. Tức là khi diệt tận ái thì chúng ta sẽ thấy rõ Niết Bàn là gì. Trung phân tích và làm rõ những cái điều này ở đây để chúng ta có thể thấy là cái gốc triết học của Phật giáo thì bên trong nó không có một cái thế lực siêu nhiên, không có một cái đấng toàn năng nào để mà can dự vào cái hoạt động của con người và chấn chỉnh hay là trừng phạt cái hành vi của con người. Cái nhánh Phật giáo Mahayana đi ngang Trung Quốc thì người ta bắt đầu thờ Phật như là cái đấng toàn năng, một cái thực thể vũ trụ vĩnh hằng, cái khái niệm mà phương Tây người ta gọi là Eternal Cosmic Entity. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thờ các vị Phật, chúng ta bắt đầu thờ các vị La Hán, và chúng ta không đơn thuần xem những người này là những người thầy, những người trần tục đắc đạo nữa, mà chúng ta còn xem họ là một nhóm những cái thực thể siêu nhiên nằm bên trên xã hội trần tục của con người và có cái khả năng ảnh hưởng đến đời sống của con người. Chúng ta không nên xem Đức Thế Tôn như là một thực thể siêu nhiên, như là một vị thần toàn năng, ngay cả các vị thánh A-la-hán cũng như thế. Đừng xem các ngài như là một đấng quyền năng phép thuật nào đó mà có thể ban phước giáng họa cho chúng ta, thì không nên có suy nghĩ như vậy. Các ngài là những vị thầy vĩ đại, các ngài chỉ cho chúng ta thấy đâu là khổ,
đâu là nguyên nhân khổ và đâu là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Các ngài là những vị thầy, chứ các ngài không phải là những vị thật. Cái sự thay đổi rõ nhất này Trung nghĩ là chúng ta có thể hiểu qua cái khái niệm Niết Bàn. Nếu mà Niết Bàn trong cái lý thuyết triết học Phật giáo gốc như chúng ta đã nói thì không phải là một cái thực thể thường hằng, bởi vì Niết Bàn không phải là bất kỳ một cái dạng vật chất nào cụ thể mà có thể cảm nhận được bằng bản ngã, và Niết Bàn sẽ càng lại không được so sánh với cái khái niệm thiên đường của những tôn giáo khác, bởi vì thiên đường trong những cái tôn giáo khác thì chúng ta còn cảm nhận được, còn trải nghiệm được sự vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Những cái cách hiểu về thiên đàng nó sẽ đi ngược lại với cái lý thuyết tồn tại của Niết Bàn. Tuy nhiên qua cái lăng kính của các cộng đồng, cái nhu cầu của các cộng đồng như là sự phát triển của Phật giáo qua nhiều cái vùng địa phương khác nhau thì Niết Bàn dần dần biến thành phiên bản thiên đàng. Dĩ nhiên Trung nhìn nhận là cái sự phát triển này giúp cho Phật giáo biến thành một cái tôn giáo nó gần gũi hơn, nó sát với cái cách hiểu tôn giáo truyền thống hơn, và từ đó giúp cho Phật giáo dễ tiếp cận hơn, dễ hiểu hơn đối với cộng đồng, và giúp cho cái quá trình mà lan truyền Phật giáo, phổ biến Phật giáo nó dễ dàng hơn rất nhiều. Thì đó Trung nghĩ là một cái điều tốt. Tuy nhiên Trung cũng không nghĩ là chúng ta nên vì vậy mà tự tạo nên một cái hệ thống trừng phạt siêu nhiên bên trong Phật giáo, bởi vì đây không phải là cái gốc và cái đặc trưng mới lạ của Phật giáo so với những cái tôn giáo khác. Và cái sự đặc trưng, cái tính mới cũng như là cái chiều sâu của Phật giáo nó đến từ cái hệ thống triết học cũng như là những cái hành trình tu tập tự thân bên trong Phật giáo. Chúng ta không nên xem Đức Phật như là một vị thần, rồi giống như các cái hệ thống thần thoại của các tôn giáo khác, tức là ở trên có vua, ở dưới có quan, rồi xuống nữa có lính, họ sẽ chịu trách nhiệm là cai trị và đảm bảo một cái trật tự cho thế gian này. Không phải như vậy. Do trong quá trình phát triển rồi lai tạp với các nền tư tưởng của tôn giáo địa phương, cho nên là Phật giáo ở một số nơi dần đi xa khỏi cái vốn ý nghĩa ban đầu, và nó khiến cho chúng ta có những cái nhìn chưa có đúng đắn về Phật giáo. Rồi đó là chưa kể, như là bạn Trung này bạn đó nói, là chúng ta biến Niết Bàn thành một cái thiên đàng mà phiên bản phiên bản gọi là phiên bản sao chép hả? Thì đó là điều không có nên. Tại vì chúng ta rất là ham cái sự hưởng thụ, thành ra chúng ta đòi hỏi là Niết Bàn cũng phải là một cái gì đó chúng ta cũng phải vui chơi như là các cái thiên đàng của các tôn giáo khác mình mới chịu. Chứ còn ở Niết Bàn mà không có tham, không có sân, không có si thì chúng ta buồn quá. Thì đó là cái suy nghĩ của hàng phàm phu chúng ta. Nhưng mà thôi, nó không nằm ở trong phạm vi của video này ha. Chúng ta xem tiếp. Mặt khác, theo Trung, đến cái việc mà chúng ta sử dụng những cái khái niệm Phật giáo rồi gắn liền nó với cái hành vi là trừng phạt siêu nhiên và sử dụng nó để mà đe dọa hay là hạn chế hành vi ngôn luận của người khác, thì Trung nghĩ tự thân nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Và bây giờ chúng ta đi đến cái luận điểm thứ hai của Trung, một số cái điểm nhỏ của mối liên hệ giữa chánh ngữ khẩu nghiệp và tự do ngôn luận. Bây giờ đến với cái thời điểm này thì chúng ta cũng đã hiểu được là tại sao có cái xu hướng trộn lẫn giữa những cái năng lực thế lực siêu nhiên với những cái nguyên tắc, những cái ngôn ngữ tu tập của Phật giáo. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu là chánh ngữ khẩu nghiệp có thật sự đặt chúng ta vào cái tình thế là không đối thoại, không thực hành ngôn luận, và quan trọng nhất là tránh những cái hành vi ngôn luận có tính đối kháng, có tính chính trị hay không. Nếu mà cho một người tiện ra tài liệu tiếng Anh đó, thì chánh ngữ trong nghiên cứu Phật học phương Tây người ta dịch tương đối dễ hiểu nó là right speech, có nghĩa là cách nói đúng rồi. Và khẩu nghiệp thì trong nghiên cứu Phật học phương Tây người ta dịch ra là speech karma, cũng tương đối dễ hiểu. Vậy thì nói về cái khái niệm, cái nội hàm với cấu trúc và mối liên hệ giữa chánh ngữ với chánh nghiệp, với chánh mạng hay là bát chánh đạo, cũng như là khẩu nghiệp và những cái loại nghiệp khác, thì Trung nghĩ là bạn đọc của Hồ Đồng Cừu đã có những cái hiểu biết nhất định Phật giáo. Rất nhiều các khán giả của Hội Đồng Cừu là nghiên cứu và chứng tích Phật giáo sâu, có nhiều thông tin, và chúng ta cũng có thể tìm hiểu trên những cái trang chính thống như là Thư viện Hoa Sen. Trong vai trò là một vị tu sĩ thì sư phải có trách nhiệm giải thích cho quý vị hiểu thế nào là chánh ngữ. Nhưng mà đầu tiên á, sư nhắc về cái khẩu nghiệp trước. Tại vì ngay từ đầu của video này đó, là Hội Đồng Cừu có một cái nhận xét, đó là chúng ta không nên dùng cái khẩu nghiệp như là một công cụ để hạn chế quyền phát biểu của người khác. Ở đây đó, chúng ta có một cái
thiếu sót khi mà nghĩ về khẩu nghiệp đó là như thế này. Khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là bất kỳ những hành động nào xuất phát từ lời nói mà nó đem lại hậu quả tốt hoặc xấu thì chúng ta đều gọi đó là khẩu nghiệp. Chứ không phải là chỉ khi nào đó mà người ta nói cái gì nó đi nghịch với cái ý của mình thì mình mới lôi khẩu nghiệp ra rồi mình quăng vào mặt người ta, thì như vậy là không đúng nha. Nhá, bất kỳ những lời nói nào của mình ấy mà nó đem lại kết quả cả tốt lẫn xấu thì nó đều là khẩu nghiệp. Cho nên chúng ta có cái gì? Khẩu nghiệp thiện và khẩu nghiệp bất thiện, hoặc là khẩu nghiệp tốt và khẩu nghiệp xấu. Ở đây chúng ta sẽ thế nào là bất tịnh hạnh về lời có bốn. Thứ nhất là nói láo. Thứ hai đó là nói hai lưỡi. Thứ ba là nói lời thô ác. Và thứ tư là nói những lời phù phiếm, phi thời, nói những lời phi chơn, tức là không có thật, nói những lời không có lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Thì đó là bốn cái ác nghiệp về lời nói. Rồi, ở đây tịnh hạnh về lời nói có bốn. Thứ nhất, từ bỏ nói láo. Thứ hai là đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi nghĩa là sao? Nghe điều gì ở chỗ này đó, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ những người kia. Như vậy người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Rồi, đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ nói độc ác, nói những lời nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng người, vui ý nhiều người. Rồi đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Đấy, vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. Thì như vậy đó, ở trong kinh tạng Đức Thế Tôn định nghĩa về khẩu nghiệp rất là rõ. Chứ còn mình cứ định nghĩa theo cách hiểu của mình ấy, rồi cứ ai mà nói nghịch ý của mình là mình lôi khẩu nghiệp ra mình nói, thì nó kẹt quá nha. Rồi tiếp theo chúng ta nói về chánh ngữ. Chánh ngữ là cái gì? Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các tỳ kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh ngữ. Thêm một vấn đề nữa mà chúng ta nên hiểu về nghiệp và quả của nghiệp nó như thế này. Giống như khi mà mình uống thuốc độc, nguyên nhân có nhiều lắm. Có thể mình bị đầu độc nè, có thể do mình ngu, mình dại, mình tưởng cái đó là nước ngọt chẳng hạn, hoặc là tưởng cái đó là đồ ăn ngon, rồi mình dùng ăn vào hoặc là uống vào cái thuốc độc đó, rồi từ đó, đó mình bị chết hoặc là đau khổ gần chết. Thì cái chuyện mà mình ăn phải chất độc hoặc là mình uống phải thuốc độc đó, đó là hậu quả do mình đã gây ra. Chứ mình không thể nào nói rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó trừng phạt tôi vì tôi uống thuốc độc. Mình lý giải như vậy thì kẹt quá. Nghiệp và quả của nghiệp nó cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta làm các hành động thiện, tức là những hành động tốt, nhờ những hành động thiện đó chúng ta hưởng những kết quả tốt. Giống như một người họ nỗ lực làm ăn, thì khi nỗ lực của họ sanh lời, họ có tiền, họ có thể nuôi dưỡng vợ và con, họ có thể nuôi dưỡng bản thân của họ, họ có thể hưởng thụ những dục lạc ở thế gian đem lại. Thì đó là kết quả do hành động thiện của họ, chứ không hề có một đấng tạo hóa nào chỉ vào và nói rằng anh làm những điều này là tương đồng với cái ý thích của ta, cho nên là ta sẽ ban thưởng cho anh. Thì chuyện đó không có. Nghiệp và quả của nghiệp cũng tương tự. Khi chúng ta làm các việc thiện, tức là các việc lành, thì nó sẽ cho lại, nó sẽ phản hồi lại những kết quả lành. Và khi chúng ta làm những điều ác,
nói những lời nói ác, nói những lời chia rẽ, nói dối, hại mình, hại người, nói những lời vô ích, không có ý nghĩa, không đáng để lưu trữ, thì chúng ta sẽ đem lại những cái nghiệp bất thiện do cái khẩu chúng ta. Và ở đây không hề có một thế lực siêu nhiên nào trừng phạt chúng ta do chúng ta đã nói ác, hoặc là ban thưởng chúng ta do chúng ta đã nói thiện, mà đó hoàn toàn là kết quả từ lời nói chúng ta mang lại. Nên hiểu nghiệp và quả của nghiệp là như vậy, tức là mình làm chủ, tự mình tạo thì tự mình hưởng. Ở đây không có ai trừng phạt ai nhé. Sẵn đây đó, sư trích dẫn thêm một cái bài kệ Pháp Cú để nói về nghiệp và quả của nghiệp. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Cái câu chuyện còn lại bây giờ là liệu chánh nữ và khẩu nghiệp có đẩy con người vào cái tình thế là không thực hành cái ngôn luận khó tính đối kháng và xem trọng cái sự hòa hợp hơn hay không? Và may mắn là Trung cũng không cần phải học tiếng Phạn để tìm hiểu sâu, chúng ta đã có những cái tác phẩm quan trọng và có tính thẩm quyền trong giới nghiên cứu, vừa để giới thiệu với quý khán giả cũng vừa để làm cái nền tảng cho cái thảo luận. Thì một trong những cái quyển quan trọng nhất hiện nay mà Trung sử dụng là một cái quyển sách có tên là The Buddha Teaching on Social and Communal Harmony. Thì quyển này của Hòa thượng Bodhi, là một hòa thượng mà theo cái nhánh Phật giáo Theravada. Thì đây là một cái quyển có tiếng nói khá lớn trong giới nghiên cứu Phật giáo, đặc biệt là tại phương Tây. Và Hòa thượng Bodhi bản thân ông có là một tiến sĩ về triết học nữa. Thì trong cái nghiên cứu này đây, thông qua những cái văn bản Phật giáo gốc tiếng Pali, thì Hòa thượng Bodhi mới khẳng định là đúng, trong chánh ngữ của Phật giáo thì cần phải nói sự thật, chúng ta cần phải nói sự thật, chúng ta cần phải nói một cách nhẹ nhàng, hòa hợp và không cay nghiệt, chúng ta cần phải không nói linh tinh và chúng ta cần phải biết im lặng đúng lúc. Tuy nhiên Hòa thượng Bodhi cũng nhắc đến cái văn bản tên gọi là Tăng Chi Bộ, mà tiếng Phạn mình tạm đọc là Anguttara Nikaya. Thì ông dùng Tăng Chi Bộ để ông cho thấy là không phải lúc nào Phật giáo cũng phổ biến và khuyến khích cái phương thức ngôn luận mà nó luôn luôn không mất lòng ai. Và ông dẫn chứng là trong Tăng Chi Bộ, trong chương 6 của đoạn 236, thì chúng ta sẽ thấy Phật dạy các tỳ kheo là sau khi mà đã suy xét, sau khi mà đã thẩm sát kỹ lưỡng thì có quyền chê bai những người đáng bị chê bai. Và tương tự, sau khi mà đã suy xét, sau khi mà đã thẩm sát một cách kỹ lưỡng thì có quyền không tin và đặt nghi vấn cho những lời nói, những hiện tượng mà chúng ta cho là có vấn đề. Vậy thì từ đó mà Thượng Bồ Đề mới giảng giải là người tu hành, người theo đạo Phật trong mọi hoàn cảnh cần phải theo dõi, cần phải thẩm sát và cần phải biết ai đang nói lời không đúng, ai mà đang có những cái lời nói mà gây hại cho tăng đoàn, cho cộng đồng và đơn giản là cho những cái cá nhân khác. Trong những cái hoàn cảnh như vậy thì nhà sư, những người tu hành đều có cái trách nhiệm là cảnh báo và nói lên cái vấn đề này với cộng đồng, từ đó tránh những cái tác hại xảy ra. Về phương diện này có vẻ như là quý vị hiểu lầm. Tức là sao? Cái chuyện một ai đó nói những cái điều gì đó hoặc làm cái điều gì đó có hại cho cộng đồng, cái người có trách nhiệm mở miệng ra nói chuyện đầu tiên là những người quản lý ở đó, cái thứ hai là những người dân ở đó, họ là những người chịu trách nhiệm lên tiếng, chứ đó không phải là trách nhiệm của nhà sư. Quý vị nhớ giùm cho, một vị tu sĩ, nhiệm vụ của vị đó là thực hành đi đến sự giác ngộ và hướng dẫn người khác con đường đưa đến sự giác ngộ. Chứ một nhà sư không thể nào là một người phát ngôn theo cách hiểu của chúng ta thường hay hiểu. Sư lấy ví dụ như bây giờ một cái nhà máy dệt nào đó họ đổ nước thải ra sông làm ô nhiễm môi trường, thì cái chuyện mà lên tiếng nó thuộc về người dân, nó thuộc về chính quyền địa phương đó, và cái người có trách nhiệm xử lý cũng tương tự, đó là chính quyền sở tại. Chứ còn một ông sư không có lý do gì mà ông lên đăng đàn, ông thuyết pháp rồi ông nói cái vụ mà nhà máy xả nước rồi, hay là như một cái công ty du lịch nào đó, một công ty xây dựng nào đó, họ đốn cây vô tội vạ, biến những khu rừng thành những khu đồi trọc, rồi họ xây dựng những căn nhà lên trên đó họ kinh doanh,
thì cái người mà lên tiếng á, là những người có lòng yêu môi trường, là những người dân, và cái người có trách nhiệm xử lý đó, đó là chính quyền địa phương. Chứ một ông sư thì không thể nào mà cầm băng rôn, cầm biểu ngữ, rồi đăng đàn thuyết pháp, rồi kêu gọi mọi người nên đứng lên và nói về cái việc là họ đang phá rừng. Không phải như vậy. Cái việc mà một nhà sư phản ánh á, nó không giống như cái việc mà người dân họ phản ánh. Nó chỉ đơn giản là chúng ta ở vị thế khác nhau thì cái vấn đề mà chúng ta nên nói nó khác nhau. Quý vị cứ nghĩ đi. Bây giờ một ông sư mà ông suốt ngày ông lo nào là môi trường nè, nào là nạn đói nè, nào là chiến tranh nè, nào là dịch bệnh nè, nào là thiên tai nè, thì xin thưa những chuyện đó đó, hàng tại gia cư sĩ của quý vị đó làm tốt hơn mấy ông sư. Và cái chuyện mà một ông sư á, xuất gia sống đời sống không nhà, nghiên cứu kinh tạng, thực hành lời dạy Thế Tôn, không phải để làm những chuyện như vậy. Tức là mỗi người có công việc riêng, chúng ta có sự phân công rõ ràng nha. Và cái sự phân công này á, được Đức Thế Tôn nhắc lại ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ Kinh. Tức là mỗi một người có phận sự riêng và chúng ta không nên dẫm lên nhau. Rõ ràng ở đây chúng ta sẽ thấy là những cái thảo luận, những cái thực hành ngôn luận có cái tính đối kháng đi chăng nữa thì vẫn sẽ được cho phép và thậm chí là được khuyến khích bởi Đức Phật. Cái này là tự mình suy diễn thôi. Tức là ở đây Đức Phật hướng dẫn, tức là trong trường hợp mà mình cần phải nói, tức là mình cần phải chỉ trích, mình cần phải, như là lời của bạn Trung này nói, là mình nói những cái lời mang tính chất đối kháng, thì Đức Phật hướng dẫn trong trường hợp đó mình nên nói như thế nào. Điều đó không có nghĩa là Đức Phật khuyến khích. Nhớ giùm nha. Ví dụ như một bà mẹ đó hướng dẫn đứa con, nếu như mà con ra đường á, con gặp một cái đứa côn đồ nó khiêu khích con á, thì con nên làm như thế nào? Thì đó là sự hướng dẫn của bà mẹ, là trong trường hợp đó mình có thể làm như thế nào. Nhưng mà nó không có nghĩa là kêu gọi mình á, kêu gọi đứa con nít đi ra đường kiếm cái tên côn đồ đó, rồi bắt đầu cư xử như là lời mẹ nó dặn, thì không phải như vậy. Ừ. Ở đây thì sư xin trích cho quý vị một cái văn bản trong kinh Tạng nữa. Đây là thuộc về Tương Ưng Bộ Kinh ha. Này các tỷ kheo, ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta. Này các tỷ kheo, người nói pháp không tranh luận với bất cứ một ai ở đời. Tức là nếu như quý vị thích tranh luận thì đó là chuyện của quý vị nha. Chứ còn mình đừng có đẩy Phật vô cái thế là Phật khuyến khích chúng ta tranh luận, thì tội cho Phật quá. Vậy thì có thể nói là thực hành lời nói đúng, có suy xét, có thẩm sát và để giúp cộng đồng, để giúp người tự thân nó cũng được xem là một phần của chánh ngữ. Cái chuyện mà mình nói cái gì đó giúp ích cho cộng đồng rồi mình cho rằng đó là chánh ngữ thì nên cẩn thận, bởi vì cái cộng đồng đó nó vô chừng lắm. Chỉ lấy ví dụ nha, Nga tấn công Ukraine thì có những người họ đứng ra họ sẽ bảo vệ quyền lợi cho Nga, rồi họ giúp ích cho cộng đồng của Nga để hỗ trợ cho việc tấn công Ukraine, và họ nỗ lực để hạn chế những thiệt hại mà phương Tây đem lại cho họ bằng những cái buổi đăng đàn thuyết pháp. À, thì như vậy đó mà quý vị gọi là chánh ngữ thì sư e là mình phải xét lại. Rồi ví dụ như Hitler có những cái buổi tuyên truyền để mang lại lợi ích cho người dân Đức theo cái suy nghĩ của ổng, và thời đó rất là nhiều người họ đi theo Hitler, thì chúng ta không thể nào nói rằng đó Hitler nói những cái điều đem lại lợi ích cho cộng đồng thì như vậy đó là ông đang thực hành chánh ngữ, bởi vì cái cộng đồng đó có thể tốt với người này mà chưa chắc tốt với người kia. Cho nên ấy, sư không muốn rơi vào cái chuyện là chúng ta tranh cãi
ngôn ngữ ở đây, mà chúng ta nên dùng đúng cái định nghĩa mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra thế nào là chánh ngữ, tức là không nói dối, không nói hai lưỡi, tức là nói đâm thọc á, không nói ác độc, không nói những lời phù phiếm, mà chúng ta nói những lời chân thật, chúng ta nói những lời có ích, chúng ta nói những lời đúng thời điểm, chúng ta nói những lời không có thô lỗ, chúng ta nói bằng từ tâm. Đấy, thì như vậy á, sư thấy là nó ổn hơn. Hoặc là chúng ta cũng có thể tìm đến cái nghiên cứu có tên gọi là The Advice for Conflict của giáo sư Andrew Olensky. Thì ông là một tiến sĩ, một chuyên gia về Phật học, và cái bài viết của ông được đăng tải trên tạp chí Tricycle, một trong những cái tạp chí Phật học, nghiên cứu Phật học có thể nói là nổi tiếng nhất trong cái giới nghiên cứu Phật học phương Tây hiện nay. Thì khá giống với Hòa Thượng Mục Trì, ông cũng cho rằng người tu hành hay là người có lòng hướng Phật đi chăng nữa thì họ hoàn toàn có thể tham gia vào cái quá trình ngôn luận, có thể chỉ trích và có thể phê phán. Và sự nhắc xuống ha, tức là cái chuyện mà chỉ trích và phê phán của chúng ta đó, ở trong tạng luật đó, khi mà Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ kheo đó, nó rất là rõ đó là gì. Chúng ta chỉ chỉ trích, phê phán nhằm mục đích giải quyết vấn đề, chứ không phải là chúng ta chỉ trích phê phán để cho vui, để tấn công người khác. Xin lấy ví dụ cụ thể như thế này. Mình gặp một vấn đề nào đó cần chỉ trích, thì khi mình chỉ trích đó, cái việc chỉ trích đó nó phải đưa đến cái chuyện là giải quyết cái vấn đề đó, chứ không phải là mình giống như là những người ở ngoài chợ đó, cãi nhau nha, cãi tới cãi lui mà nó không đem lại lợi ích gì cả. Rồi thì mỗi người binh vực một bên, nó dẫn đến cái chuyện là đấu tranh bằng miệng lưỡi mà không giải quyết vấn đề đó, thì đó là không nên. Hơn nữa trong Tăng Chi Bộ Kinh và cả trong Tạng Luật cũng có nói đó, khi chúng ta chỉ trích người khác nên chỉ trích dựa trên bốn sự không thiên vị. Đó là gì? Không thiên vị vì tham, không thiên vị vì sân, không thiên vị vì si, và không thiên vị vì sợ hãi. Rồi khi chúng ta dựa trên bốn cái chuyện không thiên vị như vậy đó, thì chúng ta nên suy xét thật kỹ. Rồi nếu như chúng ta suy xét kỹ đó, thì chúng ta có thể nói lên. Rồi cũng trong Tạng Luật, một vị tỳ kheo khi muốn chỉ trích một vị tỳ kheo khác mà xét rằng đó, cái việc mà mình đưa ra sự chỉ trích này nó đem lại sự đấu tranh bằng miệng lưỡi, nó đem lại sự đấu tranh bằng vũ khí mà nó không đem lại sự giải quyết vấn đề, nó đem đến sự chia rẽ, thì vì mục đích đoàn kết chúng ta nên giữ im lặng. Cho nên cái chuyện mà nói hay là không nói và nói kiểu gì đó, bản thân nó cũng là một nghệ thuật, chứ không phải là mình cứ cầm cái vũ khí miệng lưỡi lên rồi mình đấu tranh hết chỗ nọ đến chỗ kia, thì đó không phải là điều được khuyến khích. Một trong những cái lưu ý mà ông đặt ra đấy là cần phải có sự phân biệt giữa cái hành động chỉ trích hay phê phán một con người với cái việc mà chỉ trích hay phê phán một cái hành vi hay là một cái tư tưởng cụ thể. Ví dụ dẫn chứng là khi mà có tranh cãi giữa hai cái giáo lý của truyền thống Phật giáo, thì không nên nói là những người đi theo con đường tu hành hành sát, cái khái niệm sát mortification là những con người đi sai đường, mà thay vào đó khi mà tranh luận thì chúng ta cần nói là tu hành hành sát là con đường tu là vướng bận bởi khổ đau, bởi bệnh tật, bởi sự phiền toái, và vì vậy đó là con đường sai. Có nghĩa là trong cái cách tiếp cận của giáo sư Andrew thì chúng ta phê phán, chúng ta chỉ trích, chúng ta thực hành những cái ngôn luận mà có tính đối kháng, thì chúng ta cần phải tập trung vào cái hành vi, cái tư tưởng, chứ không nên tập trung vào con người. Và thêm vào đó nữa, nếu quý khán thính giả hội đồng cửa nhớ thì chúng ta cũng đã có một cái video về câu chuyện phán xét, và đặc biệt là cái tình hình Yunaksa, có nghĩa là chúng ta thực hành phán xét nhưng mà
mà ở một cái tâm thế không vướng mắc, không vướng bận và có đầy đủ thông tin, nhìn nhiều chiều, thì cái câu chuyện là tham gia vào những cái đối thoại nó có tính đối kháng, hay là tham gia vào hoạt động phán xét hay là phê bình thì nó hoàn toàn bình thường. Và như vậy chúng ta có thể thấy là cái quyền tự do ngôn luận nó không nhất thiết phải có những cái đối nghịch với cái câu chuyện chánh ngữ và khẩu nghiệp. Về vấn đề này thì sư đồng ý. Vậy thì những thông tin bên trên là những cách tổng hợp một cách ngắn gọn nhất cái lập luận để Trung có thể bảo vệ cái luận điểm là chúng ta không nên biến những cái giá trị thực hành tôn giáo như là chánh ngữ, như là khẩu nghiệp trong Phật giáo và biến đổi nó trở thành một cái công cụ thần quyền để gây sợ hãi và để hạn chế thực hành ngôn luận của mọi người. Bởi vì góc nhìn như vậy là nó không đúng với rất nhiều tầng ý nghĩa trong Phật giáo. Thì sư tổng kết lại đó, trong vấn đề này có những việc sư đồng ý, có những việc sư cần phải bổ sung thông tin và có những việc sư cần phải đính chính cho lại. Tóm gọn lại, nói nó vui một tí xíu, cái chuyện quý vị cãi nhau á, là chuyện của quý vị, đừng có lôi Phật ra làm bia đỡ đạn, đừng có đem giáo pháp ra đó để trở thành một cái công cụ để chúng ta cãi nhau, nó là điều không có nên. Giáo pháp là cái để chúng ta thực đem lại lợi ích cho mình, chứ đó không phải là một công cụ để mình lôi ra đó mình làm binh khí đấu tranh bằng miệng lưỡi. Còn cái chuyện mà tự do ngôn luận á, chúng ta nói thì xin một lần nữa nhắc lại theo Tăng Chi Bộ Kinh, một người có trí nên nói có 5 điều như sau. Thứ nhất là đúng sự thật, cái thứ hai là đúng thời điểm, tức là có những thời điểm sự thật đó cũng không nên nói. Cái thứ ba là có lợi ích, tức là có những việc đúng thì có đúng, nhưng mà mình nói ra nó có giúp ích gì được hay không, cái đó phải suy tư. Ba cái việc này, đúng sự thật nè, có lợi ích nè, đúng thời điểm, đây là ba cái gần như là quan trọng nhất mình phải suy xét. Rồi cái thứ tư là nói bằng một cái lời nói có suy tư. Tức là sao? Chúng ta có thể nói nghiêm khắc, giống như bà mẹ dạy con thì cần phải nói nghiêm khắc, hoặc là một vị thầy dạy trò đôi khi cần phải nói nghiêm khắc. Không phải lúc nào mình cũng nói những cái lời nhu nhuyến, nhưng mà có suy tư. Tức là gì? Khi cần nói nghiêm khắc thì chúng ta nói nghiêm khắc, khi cần nói mềm mỏng thì chúng ta nói mềm mỏng, khi cần sự kết hợp vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng thì mình vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng. Tức là lời nói của mình, mình có sự suy tư. Và cuối cùng, nói bằng từ tâm, không phải nói bằng sân tâm. Tức là gì? Mình nói nhằm mục đích muốn cho đối phương được tốt, mình nói vì tình thương như một người mẹ thương con, chứ không phải mình nói nhằm mục đích thỏa mãn cái bản ngã của mình, nhằm mục đích tấn công người khác, nhằm mục đích làm người khác tổn thương, nhằm mục đích đấu tranh miệng lưỡi. Thì như vậy đó, lời nói của mình là lời nói của bậc trí. Rồi, đó là những cảm nghĩ của sư sau khi xem video này. Chúc quý vị an vui.